Sống số cũng một căn channel khôn nhật thị online cảm chết ngày này. Chúng rất xúc bóng bố nâng ọc nế. Ngày này khi nhóm sống bóng bằng hai nhóm bí. What the difference? Ta mình ca khóc lại như vậy khác. Rồi viên biệt quýt. Hay là hộp. Quýt. Quýt nó dừng bỏ tha. Bọn sọn và thân à bọn ơi và dưỡng dậy xa máy hóa bọn ơi vì hộp hộp nó cứ sống khẩm cứ sống khẩm thả chẳng xung bay ta cả bộ prai chi vi xa khám ác có miễn ca khóc bạch niên thì chụi rùi ta khám và vì bọn sọn và thân à bọn ơi wish expresses a feeling or regret about things whose outcome is known or expected. Wish nó cứ bình chất vì ở rộng mối này ca sọc đại âm phí và ở thế cho con thích âm phí ở vầy vầy đã là tập hồn vào việc outcome là tập hồn vào việc hút hút nó bỏ vía là tập hợp bỏ vía là bàn kết đằng rứa có rùm bận tục chẳng dễ khai đó vì nó mới là bọn bọn áo vì xâm rạp chìa bế bạch bọn vì for present time I wish khi nhóm bọn áo là về dân dễ chìa bạch bọn khi nhóm bọn áo khi nhóm chết vì xa Espanha I know Spanish ông đá dân này chỉ bảy bón dân do chia kê sắm nấy cứ thằng cày nấy do chia tay được cả I wish I know Spanish mình men I wish I know thế anh nói dương bảy bón là nói dương bón ở những phim bón ở chụp riêng I wish I met her phim bón ở phim miền lan mấy muôi I wish I had a new car trong bọn ở miền trạc mấy muối I wish I had a new house chẳng càng cõi bị quýt nếu cứ dối chờ tay cả kể sao bản thân này với chìa bài cho bọn thì bản thân tương dương trở lý dô tùm rũng chìa tay cả kể sao những khi nhóm bọn ở khi nhóm bàn tàu chìa mối niên I wish I went with her như này dựng ra tùm rộng vậy có bình tài wish tùm rạp ở tay tất cả mình cứ dựng ra biệt tùm rộng bạc này I wish Mark had come khi ông bọn ơi Mark nó mọc thì lại nó dựng do chưa tùm rộng phát phục vật bàn trọng mình mang cho tùm rộng chế phát sinh phô đi kê sắp thì cứ cho tùm rộng chế phát phô phê và nó xong rạp về là tay đặc cả những bọn một khi nhóm bọn ơi rồi gây dựng hạ phát thân á bây dựng dậy ơi vừa xong thích hạ phát thân á bây dựng dậy biết xong mánh khi nhóm bọn ơi bọn khi nhóm phát thân á wish for future time có vấn đề và sân dương bà biệt wish xong rạp mình chạy bìa nà cốt nó cứ dương trâu bà tùm rộng would I wish he would tell me cứ nhóm bà thân à cứ nhóm bọn ở quạt nó nâng bạp nhóm bình chẳng lẽ cả nạ lấy cả bà biệt wish bà sân wish khăn kào dịa tay tất cả kê sạp tay tất cả bên này chỉ về bài tập bọn có vận tải và dân wish dương trong sông đầu từ lớp về là tay được cao vĩnh dương vô càng cao vĩnh dương vô chỉ phát phục vậy hai và dân càng cao đi hai và dân càng cao dương trong là cái nạn chỉ về là nạn cốt dương bọn nói là nạn cốt thường mình mấy nốt dương tạo ra bị vụt vụt hai bộ cái sắp thông là infinity thông
ยังกาเปล่าวิมีนกาปกไปส่งใบได้ยังไอวิสบริษัทขังกราวจีอัตยกาลมีในทำไมไอวิสบริษัทขังกราวจีพาโคไฟมีในยังไหมไอวิสบริษัทขังกราวจีจุดจัดทางยังปราตมรุ่งบานไหมยังมีจีกาบังหันกาปราบีวิสวิ่งนั่งมีในดาวบอนซ้อนปรัชนาจูนโปบอนอ้อยนี่คือเรียกปรับไปวิ่งยังไงก็บรรทัดปีหกหกนี่คือส่งคำหกส่งคำหก expresses a feeling about a thing about a thing when and thing ที่ไม่ยุ่งเสกของจึงโฮมนั้นเป็นเจตีอารมณ์มวยอังปีปฐมมวยแต่ละสะพอลพอวิตรบานเกิดดังเบี้ยที่ยอบมันตรบานเกิดพระนับไปในใจไวไว้นับไปอัตยตะกาติโฮมเป็นเจตีอารมณ์มวยอังปีไวมวยแต่ละสะพอลวิตรบานเกิดดังเบี้ยมันตรบานเกิดที่ยอบตรบานเกิดพระนับไปในใจปีไวไว้นับไปอัตยตะกาติจังเปียหกสำหรับเปียปัจจุบันหกสังคม I hope ย่อมสังคมถ้าไม่ไม่นั่งเป็นจัดส่วนจุบาสาเทียนก็บรรใจหกสำหรับเปียอัตยกา I hope ย่อมสังคมถ้ากวาดน้ำบานสำหรับโมเมนต์ของย่อมอันนี้จะเปียอัตยกาHope for future time สำหรับอนาคต I hope ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាភ្លៀងយប់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបនៃការបកស្រាយហើយខ្លីឡើងវិញពាក្យ wish នេះវាមានខាងក្រោយបើសិនជា present time តម្រូវបែបណាបើសិនសម្រាប់ដល់ past time តើតម្រូវបែបណាបើសិន future time តម្រូវបែបណាก็ปัญแต่เปียโฮปเนี่ยสำหรับไปปัจจุบันโฮปนั้นยังปราจิลักษณะการเสียสิ่งก็ปัญแต่ประสันโฮปจิตสำหรับไปแต่ละกาลยังโยไปเจียแต่ละกาลก็ปัญแต่โฮปทางกรอยสำหรับตะเลิบจุดจะทำยังอายุจิกิสับจิเปรสันเพราะฉะนั้นนี่มีเนจีเป็นจะพิเศษนะครับบาทจังโฮมยังมีอะไรก็คือสังคมไอโฮมยังสังคมท่าย่อมสังคมท่าเป็นข้อปลายพิเศษท่าไอวิสพี่ไอวิสคือเราเป็นยังใหญ่ไอวิสบริษัทสำนักตะเลเปย์ปัจจุบันยังโยกย้ายสอบตรงแบบนั้นบริษัทยังสำนักตะเลเปย์ติดกันยังปราการปราวิตรงแบบนั้นបើសិនយើងប្រើទម្រង់បើសិនសំដៅទៅលើពេលអនាគតតើយើងប្រើទម្រង់បែបណានេះចំពោះពាក្យ wish ក៏ប៉ុន្តែ hope នឹងវាជារឿងសាមញ្ញដែរបាទសូមអរគុណបងប្អូនបើសិនបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់មួយកម្រិតទៀតសូមអរគុណបងប្អូនដែលមកកាន់ channel community onlineកម្មជាថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនជួយចុច like ជួយ subscribe ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណជម្រាបលា Goodbye